Mọi người nghĩ sao về tuổi thơ? Còn với Sang, tuổi thơ là cái khoảng thời gian Sang nghĩ là đẹp nhất trong cuộc đời con người của mỗi chúng ta. Nhưng cái khoảng thời gian được gọi là tuổi thơ hay là thanh xuân này á, thì nó lại trôi qua rất là nhanh. Bởi vậy người ta mới nói á, tuổi thơ hay thanh xuân là những tiếc nuối. Nên nếu như ai đang còn ở trong độ tuổi là thanh xuân hay tuổi thơ, thì mình hãy cố gắng sống sao khi mà nó trôi qua rồi á, mình không còn điều gì để lưu luyến, không còn điều gì để mà tiếc nuối. Hãy sống cho đúng với những cái tuổi thơ của mình.